Dê chó, chó nó khác. Chó thịt nó đỏ hơn, dê nó trắng. Này mày nấu cà ri cái gì? Thịt mềm ha. Hả? Dê. Này nấu cà ri. Này vậy? Sườn này chiên đó, nấu cà ri đó. Này 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 là cái xương sống đó nè, nè nguyên cục. Này là chiên. Cà ri bỏ vô cái gì? Cường những bị ướp thịt dê cô chú anh chị. Ừ. Xương cũng mềm hơn chó ha. Ừ. Chia dạng tơi không nó có già. Mắm chiên. Chiên nước mắm không có mắm chiên ướp vậy. Mắt xa cho nó ướp vô. Thơm phức không? Cho tí dầu vô. Tí dầu nóng mình bỏ tỏi vô mình thử nha, thơm chú anh chị. Thank you.
rồi à, về chiên nước mắm à, với lại à, về cà ri nè cô chú anh chị. Quá ngon. À, điểm ăn nhậu nhà chú Tám. Thế 8 triệu à. Điện chào mà chứ ai. Hôm 12 giờ vô giờ 1 giờ mất tiêu rồi. Đạt. Vô hỏi em kêu mẹ. 12 giờ vô giờ mất xác nữa không có mặt bài đâu. Nãy nằm ngoài á. Hôm 12 điện giờ vô. Điện mất máy đâu. Qua ngon quá 2 giờ em xuống. Đâu. Quá ngon. Không ăn là không dám lại ai. Cục về nữa chiên với mình nha cô chú anh chị. Bà nội mẹ. Hết sảy bỏi luôn hả bà? Hết sảy bỏi luôn à. À ăn nghe mùi dê nó khác, mùi chó nó khác ông nội cũng muốn ăn tự nhiên. Dê. Ai đi đi mua thịt dê ý mua thịt chó nó thịt dê mà ai mua cho đủ má chiên mà chó dê đủ biết đắt gì thôi nữa không đâu á mùi dê nghe biết liền không hết hả muốn mãi cho cái đủ mẻ miếng quá mùi dê nó khác liền phải không mùi chó nó nghe mùi cái hôi rành này dê nó thơm cái lẩu người ta rẻ cho nó ăn sao bây giờ chứ này dê không sao đâu nãy không có bò đâu mở không vậy nãy kêu rửa gì đó quế với ấy để lên cặp ăn sống rồi mất tiêu rồi có để rổ dưới đèn đâu đó nữa thầy heo ôi tớ đứng dậy đi giờ đi tới vòng rồi giờ muốn đeo đi 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 đau quá cơm bếp cơm ăn không thôi bây giờ em muốn mà em muốn hết luôn á đây làm thử miếng cà ri dê đây sáng hôm đi đám người má giống mỡ heo dê mập nước mưa mỡ heo qua ba rậu với trời đã cái da da nó sừng bò luôn nè chấm nhờ cô chú anh chị đó trời ơi lụm quá đã không quay cái bò không quay vô nghe cái vô cà ri dê nè ngon cực kỳ luôn à. Đang đâu rồi? Tôi ai biết tôi là chạy vô, không chạy vô. Nước nãy hoài đó chơi. Chơi đang không chịu nói gì hết. Còn không có gì chơi thì ghé mẹ hết không chơi. Còn cơm. Nè. Tới tay rồi. Bấm có chút xíu mà là đó, hút nha. Nó cũng rẻ nữa. Đâu là xẻ ra anh còn xẻ là chiên nó bung 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 đâu quá mà trẻ ăn đâu ngon ý nó còn cái bắp để trẻ trẻ thì mới là cái chè khí khí càng là phải cầm cạp rồi mới đúng là mới cầm nhớ là nó sẽ xẻ khí 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 luôn sướng sướng đã nó mới đã nhưng mà một sướng cái nguyên miếng bự hào lắm không thèm thèm cho quốc chắc mấy cái à nghe còn mấy chiên gần từng cái rồi đó rồi dù thấy ăn từng cái giảm tổng quá cái miệng xác số có anh biết lâu rồi chứ bộ anh đi chơi được mười mấy năm mà không biết ra được chịu chơi lắm à không chưa á lúc chưa vô bà còn hiền hiền mấy lúc mà cũng bài bà ngồi bà chơi bà chơi đó mấy năm rồi mà xong cái tự nhiên con nghe nói hai chồng cái lộn cái gì vậy thì kêu nó giật mình xong vô thấy cái chuyện mình cũng vui vẻ mà sao đụng á đại ca mới điện thôi dặn cách tắm trời ơi đụng nguyên đêm hôm mà không có còn cách tắm có hôm này cũng được 6 nắp gì 7-8 nắp chứ sao chứ sao lon sau mới được lon sau mới còn 6 nắp nữa ừ. Ê, cái thùng lon này cũng có là gì đó không cái thùng này lập mua chỗ này bà này bán có rồi. Cái lon có lon nhưng có luôn cái cũ này cái này cũ thật quá mà em nghe nói là lon là trúng nhiều hơn cái này nha lon nó trúng trúng tiền 10 ngàn 20 ngàn với 2 triệu là nhiều hơn cái này Nguyễn đưa cái tô mày nhầm nha Nguyễn mới nha cô chú anh chị cá điêu hồng hấp Hồng Kông Hồng Kông à cá điêu hồng hấp Hồng Kông à bông mua tiếp bông mua tiếp bông còn mua hả tiếp hả gặp đạt là gây hại luôn hả cái ông đạn cũng đạo cho ca đã luôn tháng 7 gửi tới đây nhậu đó nè kêu về mới về đó chứ sáng 7 gửi nhậu ở đây là giờ còn đây rồi nhậu mai nhậu luôn
Để nó nghe giờ máy có wifi không vô cho mạnh mạnh đi máy yếu quá rồi. Mà cô chú anh chị cá đưa hào. Cá đưa hào hấp với em. Dạ cá đưa hào hấp hồng công. Hấp hồng công chứ. Mà cô chú anh chị. Chưa bỏ pin vô nữa đó. Nhưng mà là ông bên kia thôi, cái giọng ơi.